Xin chào các bạn. Đây là những quả bóng bay. Quả bóng bay màu tím nè. Bây giờ chúng ta sẽ biến nó thành quả bom nước nha. Chiu 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 chiu. Và tung lên trời nào. Thả xuống đất nha. Thả xem nào. Chúng ta thả thế nào. Thả thấp cho nó vỡ nha. Không vỡ. Cao một tí nữa nào. Chưa vỡ. Chơi đó bà ơi. Quả nào bóng bay màu hồng nào. Xem vỡ không nha. Chưa vỡ. Quả bóng bay màu xanh. Xem vỡ không nào. Ui khỏe quá. Bóng bay màu xanh đang lăn trên đất. Màu hồng. Không vỡ. Có mấy màu hồng nữa nè. Không vỡ. Một cổ mấy màu vàng nè. Lăn đi. Lăn ra trời nắng đấy. Không có bóng bay nào vỡ cả. Quả bóng bay này thật là tuyệt vời, rất là khỏe nha. Nào. Nào, lăn vào kia. À, vỡ rồi. Chưa vỡ. À, các bạn thấy những quả bóng bay có tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời. À, xin chào các bạn nha.